bởi vì vâng phục là dấu của tình yêu đó. Cho nên là con cái phải vâng lời cha mẹ. Rồi điểm thứ hai là phải quan tâm đến cha mẹ. Nói không được. Quan tâm bằng cách nào? Một chút quà. Mà nếu một chút quà đó chính tay chúng ta chọn để mà biếu cha mẹ chúng ta, rất là hạnh phúc đối với cha mẹ. Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính cho người. Còn nếu không, chúng ta thăm hỏi. Bởi vì người già sợ nhất là cô đơn. Nếu ở xa, chúng ta có thể gọi điện thoại đến hỏi thăm cha mẹ. Có một anh sửa điện thoại nói, có một lần có một người già mang đến cho anh một cái điện thoại và nói rằng: anh xem lại coi, cái điện thoại của tôi bị hư. Hiện thật sau khi kiểm tra thấy điện thoại này không hư gì cả. Thế xong anh mới trả lại ông cụ và nói: điện thoại của cụ tốt lắm. Ông cụ cảm ơn và đi ra rồi lẩm bẩm rằng: vậy mà lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng con của tôi. Không phải hư đâu, con hư, chứ không phải điện thoại hư. Không hỏi thăm. Hỏi thăm cha mẹ an ủi tuổi già cô đơn. Rồi điểm thứ ba là chịu đựng cái tuổi già. Tuổi già thì thường yếu. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Già yếu cho nên là vụng về. Bữa trong giờ hưu đây, giáo phận cho mỗi cha cố hai chai rượu. Cha cố Châu xách về phòng, đến phòng rơi bể tan chai luôn. Tay yếu run. Run. Tôi vậy bây giờ đến cái tuổi này, đi ngó đến cái chân bàn ấy, trong bụng để bảo tránh ra, đến nơi để đá bốp vào cái chân bàn. Rồi đến cái tuổi già, ăn uống chẳng được. Cái điều kia chúng ta cũng thấy hơi bực bội. Ngon thế mà không chịu ăn. Rồi tôi còn trẻ, ở bên Vũng Tàu đi dự lễ thêm sức ở bên bên đá. Lễ xong vào cơm ngồi gần cho già thống. Ngài già lắm này. Con tôm bằng cổ tay ngon quá. Đang cái tuổi đó sơi đã. Nó hỏi cho cô: tôm ngon không? Ai bảo: ăn như ba mía. Răng hư rồi. Già. Cho nên là chúng ta đừng có trách cha mẹ già về những lúc ăn chán lắm. Rồi cái thứ nữa là lú lẫn. Mới cho ăn xong này, ai hỏi bảo: Nó có cho tôi ăn cái gì đâu. Đến cái tuổi như vậy đó. Chúng ta hãy nhớ lại lúc còn bé chúng ta không thế. Dụ mãi chưa chắc là ăn, rồi dụ mãi cho ngủ, rồi đủ thứ quấy rầy cha mẹ, có khi tè ị vào quần áo của cha mẹ, mà cha mẹ cũng chẳng có cầm và làm gì, vẫn vui vẻ như thường. Lúc mà cha mẹ già là lúc chúng ta báo hiếu rõ nét nhất. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta chịu đựng được cái tuổi già của cha mẹ chúng ta. Và cuối cùng bốn là cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta. Nếu các ngài còn sống, cầu nguyện cho các ngài được khỏe mạnh. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng: khi người ta bắt đầu 50 tuổi trở lên và mất cha mẹ là mất tất cả. Đó là cảm tưởng của tôi hôm nay và một số cha cố ở trong nhà hưu vậy. Mất cha, mất mẹ rồi, cha còn cái gì nữa. Mỗi lần trước đây có dịp nghỉ, nhất là Tết, trở về khi ông bà cố còn sống, lòng hân hoan. Quý cha trẻ đây chắc còn đang trong cái niềm vui đó, hạnh phúc đó, lòng rộn ràng, háo hức. Bây giờ chỉ về viếng phần mộ thôi, không còn cái cảm giác sung sướng hạnh phúc. Nếu cha mẹ còn sống, đó là một hạnh phúc.
Bởi vì ở trên đời này có nhiều cái mất đi, chúng ta có thể tìm lại hoặc thay thế nó, nhưng cha mẹ thì không. Không ai thay cha mẹ chúng ta được. Vậy thì nếu khi cha mẹ đã qua đời, chúng ta cũng phải nhớ cầu nguyện được. Tổ chức thánh lễ mùng 2 Tết hôm năm nay tại những phần mộ, chúng ta đừng quên cầu nguyện cho các vị mục tử, như cho chủ tế nhắc đầu lễ. Các ngài đã sinh cho chúng ta trong ơn thánh của Chúa qua các bí tích. Rồi bao nhiêu những người tham gia những việc tông đồ, trong giáo xứ, giáo họ, các đoàn thể hôm nay đã ra đi trước chúng ta, cùng với những người thân của chúng ta, có thể là ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Chúng ta đừng quên cầu cho họ, bởi vì lời nguyện hiệp lễ hôm nay cũng nói, ngày nay chúng ta sao cho tròn chữ hiếu đối với ông bà, cha mẹ, để mai sau được cùng các ngài hưởng phúc trường sinh. Giáo hội cũng nhắc chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài. Bởi vì những người chết thực sự là chết, khi nào không còn ai nhớ tới họ nữa. Vậy ta nhớ cầu nguyện cho những người thân của chúng ta, để họ mãi sống trong tâm hồn, trong tình yêu thương và hiếu thảo của mỗi người chúng ta. Trong năm mới này và phải suốt cả đời chúng ta, đừng bao giờ quên rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, để rồi từ đó chúng ta một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bởi vì tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ ấy là chân tu. Amen.